Giờ Văn Thanh sẽ dẫn bà con đi tham quan cái căn nhà ở sau lưng chợ Bình Chánh nha. Giá 2 tỷ rưỡi đó. Gần đây nè, bây giờ Văn Thanh chạy cho bà con mình coi. Ở đây là đường sau chợ Bình Chánh nha. Đây là cái chợ Bình Chánh, cái mặt sau nè, còn mặt trước nằm ở đường quốc lộ 1A này nè. Đây, quốc lộ 1A này nằm ở mặt trước. Còn Văn Thanh đang đi đường Trịnh Như Khuê. Trịnh Như Khuê là mặt sau của chợ Bình Chánh đó. Văn Thanh dẫn bà con mình vô căn nhà này luôn nha. Nhà rất là rẻ luôn á. Hướng này là đi ra chợ qua ngã tư Quán Chuối nè. Đi khoảng chắc độ khoảng 500m là ra tới ngã tư Quán Chuối đó. Đường này. Nhưng mà mình chưa ra tới đó là mình sẽ rẽ luôn. Đây là cái là chợ Bình Chánh này nha, mặt sau này. Đó, mặt sau cái chợ Bình Chánh đó. Bà con lên mạng và bà con tìm đường Trịnh Như Khuê. Trịnh Như Khuê đi thì bà con sẽ thấy. Còn mà tìm chợ Bình Chánh thì bà con sẽ thấy đường Trịnh Như Khuê nha. Mình chạy chút xíu mình rẽ bên phải á, rẽ bên phải là vô cái con hẻm đó, hẻm đó cũng lớn lắm á. Hẻm lộ giới mai mốt nó phóng đường dữ lắm á. Thấy trên giấy để phóng đường quá trời. Phóng quá trời, phóng theo cái kiểu của mấy ông mai mốt đường lộ lớn đã lắm á nha. Cái đường này nó song song với đường quốc lộ 1A. Đó, qua căn nhà này nè. Phía trước là quốc lộ 1A, nhà này hai mặt tiền luôn. Mặt tiền bên kia là quốc lộ 1A, mặt tiền bên đây là Trịnh Như Khuê. Chạy chút xíu nữa khoảng chừng 100m nó ra tới quốc lộ 1A đó. Bây giờ Văn Thanh quẹo vô con hẻm này nha. Đây. Con hẻm này. Rồi căn nhà mình sẽ nằm bên hướng tay trái nha. Chạy thẳng hoài là ra tới đường Đức Thiện luôn á, đường này nè. Ở đây là ấp 4 xã Bình Chánh. Đây cũng có một con đường nữa nè. Đây cũng có con đường nữa nè, hẻm này rất là nhiều đường thông nha. Đường này tương lai nó mở lớn lắm bà con, thấy trên giấy để dữ lắm á. Đây cũng có con đường nữa nè. Đó, đường này chạy ra chợ lại đó, nhiều đường lắm. Đó, nhà mình nằm bên tay trái này nha. Đó, nằm bên tay trái này nè. Nhà lớn lắm á. Lát Văn Thanh coi lại giấy rồi Văn Thanh ghi cho. Bà con thông cảm nha, tại vì quay nhà nên Văn Thanh cũng hơi kín một xíu. Để bà con mình vô mình hỏi sau đó. Ngay vị trí này là nhà ở ngay chỗ này luôn á. Nhưng mà Văn Thanh không quay nha. Ai cần thì liên hệ Văn Thanh dẫn cho. Quay là lộ hàng, không có tiền cò. Qua khỏi căn nhà rồi đó, bây giờ Văn Thanh chạy ra đường Đinh Đức Thiện cho bà con mình tham quan. Đợt này có kinh nghiệm rồi, mình quay hơi kỹ tí nha bà con. Chứ quay vô rồi chơi bà con chạy vô bà con mua luôn, không có tiền cò, cũng tội nghiệp. Chơi có mấy ông đầu tư, ông chơi, ông lén vô, ông mua. Ông trả banh cái tiền cò luôn, ông trả bứt cái tiền cò. Thay vì ông mua này 2 tỷ, ông trả người ta cho 50 triệu tiền cò, ông vô ông bắt người ta bớt 50 triệu tiền cò luôn. Còn thôi mấy ông cò ông dẫn bà con cô bác ông vô, ông dành phần của mình bà con. Nên đợt này mình chơi hơi lạ chút xíu ha. Trước giờ mình làm phước nhiều rồi, bữa nay mình giả bộ mình làm cò thiệt ha. Bà con thông cảm nha bà con. Ai có nhu cầu thiệt thì Văn Thanh sẽ dẫn vô cho. Còn ai muốn lừa Văn Thanh thì cứ vô Văn Thanh cho lừa tiếp. Bên đây là thế giới niệm ha. Bên đây là đình Bình Thượng. Đây là Đức Thiện á. Đây đối diện mình là đình Bình Thượng nè. Đình Bình Thượng. Đây cặp đầu hẻm mình là điện máy xanh nè. Ha.
đầu hẻm mình là điện máy xanh để mình đi vào. Rồi đầu hẻm mình là niệm kim cương nha, đại lý niệm kim cương. Ở đây điện thiện đây là chạy ra quốc lộ 1A, chắc khoảng 800m tới quốc lộ 1A đó. Ở đây chạy đây đó là đường Quỳnh Văn Trí để đi ra lại đường đường gì đó. Thôi giờ Văn Thanh chạy ra hướng quốc lộ 1A đi cho nó xôm ha. Giờ vòng vòng chợ Bình Chánh mà kiếm căn nhà to ơi là to mà 2,5 tỷ, đường ô tô khó lắm á. Nhà này ngon lành lắm á nha. Đây là đường Đinh Đức Thiện nha, đường lớn của Bình Chánh á, ngon lắm á. Bây giờ Văn Thanh xin phép dừng nha, chứ chạy vòng hồi ở Sài Gòn mà cầm quay phim cái này bị giật chết luôn á. Thông cảm nha bà con.